chào mừng quý chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Lucy. Ngày hôm nay thì nhà sành Lucy tiếp tục giới thiệu đến quý chị các sản phẩm quần kaki đồng giá là 280k trên một sản phẩm bất kỳ. Và khi mua từ hai sản phẩm trở lên, quý chị chúng ta sẽ mua với mức giá là 250k trên một sản phẩm và bao gồm phí ship trên toàn quốc. Quý chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để nhà sành Lucy tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Lucy là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đó là sản phẩm đầu tiên nhà sành Lucy sẽ giới thiệu đến quý chị là một thiết kế quần kaki với tông màu của mình sẽ là tông màu nâu bò. Form dáng lúc này sẽ là thiết kế form dáng suông, ống rộng rãi thoải mái. Mã của sản phẩm là K135, chiều dài là 108, bụng là 89, đùi là 33 và ống là 23cm. Size của sản phẩm sẽ là size 35. Quý chị chúng ta vừa vặn với sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy. Mỗi thiết kế quần đến từ thương hiệu Dickie và đây sẽ là một sản phẩm thiết kế cũng rất là cơ bản basic để quý chị có thể lựa chọn mình mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Độ mới còn rất là cao và chất liệu của mình sẽ là chất liệu kaki dày dặn. Em này sẽ là hàng không có giãn, quý chị mặc lên chuẩn form đúng form, mã K135. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live hôm nay. Đây sẽ là một thiết kế quần, em này thì sẽ là chất liệu jean này. Bác nào mà yêu thích những cái tông tối mỏng thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này, mã K136, chiều dài là 107, bụng là 94, đùi là 29 và ống là 19cm. Bác nào mà quần size 37 thì chúng ta có thể yên tâm lựa chọn cái sản phẩm này. Với form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng suông và phần ống của mình nó sẽ không quá ôm mà cũng không quá rộng, nên là nó sẽ là một cái form dáng rất là hợp lý để cho quý chị chúng ta sử dụng vừa gọn gàng mà nó lại còn vừa thoải mái dễ chịu cho mình. Chất vải jean mềm và nó sẽ là có cái độ co giãn rất là tốt để quý chị chúng ta mặc lên nó thoải mái dễ chịu. Đây là một sản phẩm của nhà Bang Bang Jean, bên trên này sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu, cũng đầy đủ túi trước túi sau cho quý chị chúng ta đựng ví tiền điện thoại. Mã sản phẩm sẽ là K136. Quý chị có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng của sản phẩm. Chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Đây sẽ là một sản phẩm quần kaki với tông màu nâu nha. Và mã của em này sẽ là K137, chiều dài sẽ là 89 này, bụng là 91, đùi là 31 và ống là 19cm. Sản phẩm sẽ dành cho quý chị chúng ta mặc quần size 35 thì các bác có thể yên tâm lựa chọn cái sản phẩm này. Form dáng của mình cũng là cái thiết kế form dáng suông, mặc rộng rãi thoải mái này, chất vải kaki mềm và em này sẽ là một sản phẩm có độ co giãn nhẹ để quý chị chúng ta mặc lên nó thoải mái dễ chịu. Một sản phẩm đến từ thương hiệu Spout, tem mác đầy đủ rõ ràng được gắn ở phía trên cặp quần cho quý chị chúng ta coi kỹ một chút các cái chi tiết mặt trước mặt sau của sản phẩm. Nhìn chung thì cũng là những cái sản phẩm hết sức là basic đơn giản, độ mới của em này cũng còn rất là cao. Mã sản phẩm là K137. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Dành cho bác nào yêu thích những cái tông tối màu cũng là những cái sản phẩm tối giản thì các bác có thể sử dụng cho mình sản phẩm này. Em này thì sẽ có cho mình là cái tông màu xanh than. Đây cũng là một trong những cái tông màu được quý chị chúng ta lựa chọn rất là nhiều. Mã K138, chiều dài là 86, bụng là 88, đùi là 31 và ống là 20cm. Với sản phẩm này thì sẽ thích hợp cho quý chị chúng ta mặc quần size 34 thì các bác có thể yên tâm lựa cho em này. Cái form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng suông, mặc lên thoải mái dễ chịu mà vẫn đảm bảo cho quý chị là mặc lên gọn gàng lịch sự. Với sản phẩm này các bác có thể yên tâm lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm. Cái phần khóa của mình là khóa cài này, rất là thuận tiện để cho quý chị chúng ta sử dụng. Chất liệu thì lại là cái chất vải dày dặn và nó sẽ là hàng không có giãn, quý chị chúng ta mặc đúng chuột form dáng của sản phẩm luôn. Mã K138, các bác có thể coi lại một lần nữa toàn bộ form dáng của sản phẩm. Và chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo. Em này cũng là một sản phẩm quần kaki với tông màu nâu nhạt và sản phẩm của mình sẽ có mã là K139 và thông số như sau. Chiều dài của sản phẩm sẽ là 96, bụng là 88, đùi là 30 và ống là 22cm. Với sản phẩm này thì các bác thường mặc quần size 34 thì các bác có thể yên tâm lựa chọn cho quý chị chúng ta coi cái form dáng của sản phẩm. Em này sẽ là cái thiết kế form dáng suông, kiểu quần ống đứng này. Với cái form này thì các bác chúng ta mặc lên thoải mái dễ chịu nhưng vẫn đảm bảo cho mình là gọn gàng lịch sự. Và cái tông màu này sẽ là cái tông màu rất là trẻ trung năng động cũng như là lịch sự nhã nhặn để quý chị chúng ta lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm. Toàn bộ cúc khóa đều là hàng kim loại để chúng ta sử dụng được lâu dài. Mã sản phẩm sẽ là K139, chất vải kaki mềm, mặc lên cực kỳ thích luôn. Bác nào chúng ta vừa vặn với sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ là một sản phẩm quần với tông màu đen. Mã của sản phẩm sẽ là K140, chiều dài là 107, bụng là 88, đùi là 31 và ống là 19cm. Các bác nào chúng ta thường mặc quần size 34 thì có thể lựa chọn em này. Đặc biệt là bác nào yêu
yêu thích cái tông tối màu, những cái phong cách tối giản thì quý chị chúng ta rất là nên lựa chọn cho mình các sản phẩm tông màu đen, bởi vì là cái màu đen thì nó sẽ là cái màu sắc mà quý chị có thể phối đổ với tất cả các thể loại trang phục quần áo khác nhau. Em này thì cái chất liệu của mình sẽ là chất liệu dày dặn và nhìn chung thì cái độ co giãn của nó cũng không đáng kể, nhưng mà với cái phần chất liệu này các bác mặc lên cũng vẫn rất là thoải mái dễ chịu cho mình. Phong dáng cái này nó sẽ hơi ôm một chút này, quý chị chúng ta mặc lên thì sẽ rất là gọn gàng lịch sự, và cũng như các sản phẩm khác thì chúng ta cũng có đầy đủ túi trước túi sau cho quý chị chúng ta đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Em này độ mới cũng còn rất là cao luôn, mã sẽ là K140. Quý chị có thể coi lại một lần nữa toàn bộ phong dáng của sản phẩm. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, đây sẽ là một thiết kế với tông màu kem. Bác nào mà muốn mặc những cái tông sáng màu một chút, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn sang cái sản phẩm này. Mã K141, chiều dài là 109, bụng là 88, đùi là 32 và ống là 22cm. Sản phẩm sẽ có size 34. Và cái form dáng bên này cũng là cái thiết kế form dáng suông, ống cũng tương đối là rộng rãi thoải mái để cho quý chị chúng ta mặc lên nó được dễ chịu. Với cái chất liệu của mình thì sẽ là chất vải kaki dày dặn, và em này cũng là hàng không có giá này. Các cái thiết kế chi tiết mặt trước mặt sau của sản phẩm thì nhìn chung cũng là những cái thiết kế rất là cơ bản. Cho quý chị chúng ta coi cái logo ở đằng sau của thương hiệu, đằng sau quần nó sẽ là một cái logo của thương hiệu được thêu ở bên trên, thêu rất là đẹp, rất là nét luôn, nên là quý chị chúng ta yên tâm. Đây là một sản phẩm chính hãng của nhà Haji, cho quý chị chúng ta coi kỹ được cái tem mác chính hãng của thương hiệu được gắn ở bên trong. Mã của sản phẩm này sẽ là mã K141, độ mới rất là cao và là một cái sản phẩm mặc lên trẻ trung năng động. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này, nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một thiết kế quần với tông màu đen. Đây là một sản phẩm của nhà Uniqlo, một thương hiệu của Nhật Bản mà có lẽ là bác nào cũng biết đến rồi. Mã K142, chiều dài là 103, bụng là 88, đùi là 33, xin lỗi quý chị, đùi là 30 và ống sẽ là 18cm. Sản phẩm này dành cho bác nào mặc quần size 34 thì các bác có thể lựa cho em này. Form dáng của mình sẽ là cái thiết kế form dáng ôm, nhưng mà được cái chất liệu của mình lại là chất vải co giãn tốt, nên là quý chị chúng ta yên tâm mặc em này cũng rất là thoải mái dễ chịu cho mình. Túi trước túi sau đầy đủ, và phần cúc khóa của mình sẽ là cúc đồng kim loại với cái độ bền rất là cao, nên là quý chị cũng yên tâm chúng ta lựa chọn cái sản phẩm này. Đặc biệt độ mới của em này còn rất là cao luôn, mã K142. Bác nào yêu thích sản phẩm này của nhà Uniqlo thì nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế tông màu nâu bò này, lại gần một chút cho quý chị chúng ta coi cận cái màu sắc cũng như là cận chất của sản phẩm. Mã của em này là K143, chiều dài là 95, bụng là 86, đùi là 28 và ống là 17,5cm. Em này có size 33 và cái form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng suông. Với cái form này quý chị chúng ta mặc lên thì nó cũng rất là gọn gàng. Chất vải của mình sẽ là chất liệu mềm mịn này, mặc lên thoáng mát dễ chịu, và với sản phẩm này rất là thích hợp cho quý chị chúng ta lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm. Thiết kế suông chơi đơn giản, rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Mã K143. Và các bác có thể là coi kỹ lại một chút toàn bộ các cái chi tiết mặt trước mặt sau sản phẩm cũng như là cái form dáng của em này. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Các bạn nào mà yêu thích những cái tông sáng màu thì quý chị có thể sử dụng một sản phẩm quần tông màu trắng này. Em này cũng là một thiết kế của nhà Hanji. Mã của sản phẩm sẽ là K144, chiều dài là 105, bụng là 85, đùi là 32,5 và ống là 23cm. Em này cũng có cái form dáng của mình là cái form suông, ống rộng rãi thoải mái, mặc em này cực kỳ ok luôn. Bác nào mà chúng ta yêu thích tông màu trắng thì các bác có thể lựa chọn em này. Với cái tông màu trắng thì mặc lên rất là trẻ trung năng động rồi. Có điều là cái tông màu trắng thì nó sẽ là cái tông màu cũng khá là kén người dùng, vì là cái tông này nó sẽ khá là dễ bắt bẩn này. Nhưng mà với bác nào mà chúng ta yêu thích tông màu trắng thì chúng ta cũng có thể lựa chọn cái sản phẩm này để mình mặc đi chơi đi làm. Với cái chất liệu của mình sẽ là chất vải không có sẵn, mặc lên đúng form chuẩn form. Mã K141 và đây sẽ là một thiết kế chính hãng của nhà Haji. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một em quần với tông màu đen của nhà Uniqlo. Mã của sản phẩm là K145, chiều dài là 104, bụng là 88, đùi là 27 và ống là 19cm. Sản phẩm có size 34 này, và cái form dáng của này sẽ là thiết kế form dáng ôm. Em này sẽ là một sản phẩm với chất liệu jean, và cái độ co giãn của nó sẽ là tương đối thôi, một cái sản phẩm với cái độ co giãn nhẹ nhưng mà vẫn đảm bảo cho quý chị là chúng ta mặc lên form dáng rất là đẹp, lên form chuẩn chỉnh. Mã sẽ là K145 với những cái thiết kế túi chéo đằng trước này, cúc khóa là kim hàng đồng kim loại, mà đằng sau sẽ là túi vuông cho các bác chúng ta đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Mã K145, một sản phẩm chính hãng của nhà Uniqlo, và em này độ mới cũng còn rất là cao. Cho quý chị chúng ta coi cái tag đen uy tín của nhà Uniqlo được gắn ở bên trong. Các bác có thể coi lại một lần nữa form dáng của sản phẩm này, một thiết kế với cái form dáng ôm. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay.
Em này thì sẽ có cho mình là cái tông màu kem này. Mã sản phẩm là K146, chiều dài là 116, bụng là 84, đùi là 32 và ống là 20cm. Sản phẩm thích hợp cho quý chị chúng ta mặc quần size 32 thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Form dáng bên này cũng là thiết kế form dáng suông, chất liệu thì lại rất là dày dặn. Em này thì sẽ là một sản phẩm hàng không kho giãn này, lại gần cho quý chị chúng ta coi cận chất của sản phẩm. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta mặc đi chơi đi làm cũng rất là hợp lý, lên một cái màu sắc rất là trẻ trung năng động và cũng không kém phần là lịch sự nhã nhặn. Với sản phẩm này quý chị có thể mặc chung với cả áo sơ mi, áo polo hoặc là áo thun, quý chị chúng ta vẫn có thể sử dụng chung được luôn. Mã K146 này, cho các bác chúng ta coi lại toàn bộ form dáng của sản phẩm này. Và chúng ta sẽ đến với thiết kế tiếp theo trong buổi ngày hôm nay. Cái này sẽ là một sản phẩm với tông màu nâu nhạt. Và mã của sản phẩm sẽ là K147, chiều dài là 107, bụng là 82, đùi là 28 và ống là 17cm. Sản phẩm của mình sẽ là một thiết kế với form dáng ôm, dành cho bác nào chúng ta yêu thiết kế phong cách gọn gàng lịch sự thì các bác có thể lựa chọn em này. Chất liệu kaki và em này sẽ là một sản phẩm có độ co giãn tốt, độ mới của sản phẩm cũng còn rất là cao. Nên là quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Si. Mã của mình sẽ là K147. Một thiết kế cũng rất là cơ bản, basic cho quý chị chúng ta lựa chọn. Và mình sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này sẽ là một thiết kế chính hãng của nhà Zara Man. Bên trên này sẽ là tem mác của thương hiệu. Mã sản phẩm sẽ là K148, chiều dài là 85, bụng là 80, đùi là 27 và ống là 16cm. Sản phẩm sẽ dành cho bác nào mặc quần size 30 thì mình có thể yên tâm lựa chọn em này. Cái form dáng bên này cũng là một cái thiết kế form dáng ôm, mặc lên gọn gàng lịch sự. Và với tông màu kem cũng là một cái tông màu rất là trẻ trung năng động để cho quý chị chúng ta sử dụng. Với cái thiết kế suông chơi đơn giản, các bạn yên tâm phối đồ với em này cũng cực kỳ dễ dàng cho mình. Mã K148. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Bác nào mà yêu thích cái phong cách quần ống rộng thì quý chị có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Em này thì sẽ là một sản phẩm của nhà Pack Up, với cái chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu quần jean dày dặn. Mã K149, chiều dài là 109, bụng là 70, đùi là 30,5 và ống là 26cm. Em này thì sẽ dành cho bác nào mặc quần size 26 thì các bác có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Form dáng suông này và cái chất jean của mình nó sẽ rất là dày dặn và nó sẽ là một cái sản phẩm jean không có giãn. Quý chị chúng ta mặc lên đúng chuẩn form dáng, đặc biệt là bác nào yêu thích cái phong cách quần ống rộng mặc lên nó thoải mái dễ chịu thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm. Và cho quý chị chúng ta coi cận một chút cái phần cúc quần này, nó sẽ là cái thiết kế cúc kim loại và bên trên có dập tên của nhà Pack Up. Mã sản phẩm là K149, độ mới còn rất là cao và tông màu đen sẽ là cái tông màu rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này sẽ là một thiết kế quần kaki với tông màu xanh than và sản phẩm sẽ có mã là K150, chiều dài là 89, bụng là 76, đùi là 28,5 và ống sẽ là 18,5cm. Sản phẩm dành cho quý chị nào chúng ta mặc quần size 28 thì có thể lựa chọn sản phẩm này. Cho quý chị chúng ta coi cái phần gấu này, nó sẽ là cái thiết kế gập gấu như này. Với những cái thiết kế này thì các bác mặc lên nó rất là trẻ trung năng động. Cho quý chị coi một chút cái form dáng của sản phẩm. Cái form gấu này cũng là một cái form dáng ôm mặc lên gọn gàng lịch sự nhưng mà vẫn đảm bảo cho quý chị là mình mặc lên cực kỳ thoải mái dễ chịu với cái chất vải kaki mềm. Và em này sẽ là một cái thiết kế hàng có cái độ co giãn tốt này, với tông màu xanh than là một cái tông màu mặc cực kỳ trẻ trung và cũng rất là dễ để các bác chúng ta phối đồ. Mã K150, độ mới em này cực kỳ cao luôn, các bác có thể là coi lại một chút toàn bộ form dáng của sản phẩm. Và chúng ta sẽ cùng đến với một thiết kế tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ là một cái tông màu xanh nhưng mà nó sẽ sáng hơn một chút. Mã K151, chiều dài là 109, bụng là 90, đùi là 31 và ống là 21cm. Đây là một sản phẩm thích hợp cho các bác nào mặc quần size 35 thì các bác có thể lựa chọn em này. Với cái thiết kế form dáng suông, em này cũng là một sản phẩm quần mặc lên rất là trẻ trung cho quý anh chị. Các bác hoàn toàn có thể lựa cho em này, chúng ta mặc đi chơi đi làm. Cho quý anh chị chúng ta coi kỹ một chút các cái phần cúc khóa của sản phẩm, những cái thiết kế làm cũng rất là cẩn thận tỉ mỉ nên là quý anh chị chúng ta yên tâm, cũng đầy đủ túi trước túi sau cho các bác chúng ta đựng ví tiền điện thoại. Đây là một sản phẩm của nhà Binpon, một thương hiệu của Nhật Bản và mã của sản phẩm này sẽ là mã K151, chất vải kaki mềm mặc lên thoải mái dễ chịu. Rồi chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Bác nào yêu thích tông màu xanh rêu thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Mã là K152, chiều dài là 97, bụng là 92, đùi là 33 và ống là 19cm.
size của em này sẽ là size 36. Và cái form dáng của mình cũng là cái thiết kế form suông. Em này mặc lên cũng rất là gọn gàng và cũng rất là thoải mái, dễ chịu cho cái chị. Nó không phải là một cái form quá ôm. Chất liệu của mình sẽ là chất vải kaki dày dặn và em này sẽ là không co giãn. Độ mới của em này thì còn cực kỳ cao luôn, mã K152. Nhìn chung thì cũng là một cái sản phẩm với tông màu trung tính để cho quý chị chúng ta có thể dễ dàng phối đồ với các thể loại trang phục quần áo khác nhau. Mã K152 này. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Đây là một thiết kế quần với tông màu đen, là một cái sản phẩm rất là basic cơ bản rồi. Các bác nào chúng ta đang tìm kiếm cái sản phẩm quần dài, quần kaki để mình mặc đi chơi đi làm thì hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Một thiết kế rất là dễ mặc dễ dùng với mã là K153, chiều dài là 88, bụng là 88, đùi là 27 và ống là 18 cm. Sản phẩm có size 34 cho quý chị chúng ta lựa chọn. Đây là một cái thiết kế suông trơn đơn giản, quá là basic rồi nên quý chị chúng ta vừa mặc cũng như yêu thích sản phẩm thì nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Xi. Tông màu đen thì nó không kém bất kỳ một tông màu nào khác nên là các bác chúng ta yên tâm phối đồ với các thể loại trang phục quần áo khác nhau. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này sẽ có cho mình là cái tông màu ghi sáng này, một cái tông màu cũng rất là trẻ trung, mã K154 và chiều dài sẽ là 89, bụng là 76, đùi là 28 và ống là 17 cm. Em này sẽ có size 28 để cho quý chị chúng ta lựa chọn một sản phẩm của nhà Theory. Và cho các bác chúng ta coi lại cái form dáng của em này, nó cũng là một cái form dáng ôm, mặc lên gọn gàng lịch sự, chất liệu kaki mềm và em này sẽ là hàng không co giãn. Nhìn chung thì cái độ co giãn của nó cũng không đáng kể, nhưng mà các bác chúng ta yên tâm là mặc lên cũng vẫn rất là thoải mái, dễ chịu cho mình. Một cái thiết kế quần cơ bản basic với mã là K154. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một sản phẩm quần với tông màu nâu nhạt. Cho quý chị chúng ta coi cận chất cận màu của sản phẩm. Mã của em này sẽ là K155 với chiều dài là 88,5, bụng là 82, đùi là 30 và ống là 16 cm. Bác nào mặc quần size 31 thì có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Cũng với cái thiết kế form dáng ôm, dễ mặc dễ dùng, cái chất liệu của mình cũng là chất vải kaki mềm này. Em này thì sẽ là không co giãn. Và cho quý chị chúng ta coi kỹ một chút các cái chi tiết mặt trước mặt sau của sản phẩm. Nhìn chung cũng là những cái sản phẩm rất là basic cơ bản thôi, với túi trước túi sau này cúc khóa làm cẩn thận tỉ mỉ cho mình. Đây sẽ là cái thiết kế chi tiết mặt sau của em này. Mã sản phẩm sẽ là K155. Các bác yêu thích sản phẩm này có thể liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Xi. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay. Em này sẽ là một thiết kế quần kaki tông màu xanh than với mã K156, chiều dài là 94, bụng là 92, đùi là 31,5 và ống là 18 cm. Sản phẩm có size 36 cho quý chị chúng ta lựa chọn. Một thiết kế cơ bản cho các bác chúng ta lựa mặc đi chơi đi làm. Cái form của mình cũng là cái form dáng ôm, mặc lên gọn gàng lịch sự. Nhưng mà cái form của nó sẽ không phải là một cái form quá ôm, nó chỉ đảm bảo cho quý chị là chúng ta mặc lên nó gọn gàng thôi, nhưng mà mình mặc lên nó rất là thoải mái dễ chịu. Và cái sản phẩm của mình cũng là một cái thiết kế rất là cơ bản basic này. Các bác nào chúng ta yêu thích sản phẩm này có thể liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Xi, mã K165. Và quý chị có thể coi lại một lần nữa toàn bộ form dáng cũng như là các cái chi tiết mặt trước mặt sau của sản phẩm này. Và đây sẽ là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn mình cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhà sách Đồ Xi xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên là ủng hộ nhà sách Đồ Xi bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sách Đồ Xi ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.